Trạm Cảnh sát Giao thông Tam Điệp vừa phát hiện và bắt giữ hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cụ thể, vào khoảng 15 giờ chiều nay tại km 274 quốc lộ 1A thuộc địa phận phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp, Trạm Cảnh sát Giao thông Tam Điệp tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 29C14729 do tài xế Hoàng Anh Tuấn, sinh năm 1990, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình điều khiển. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở gần 30 thùng cát tông, bên trong chứa các sản phẩm động vật ướp lạnh như gà, mỡ lợn, bì lợn có trọng lượng hơn 1 tấn. Lái xe không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch và chứng minh nguồn gốc số hàng trên. Hiện Trạm Cảnh sát Giao thông Tam Điệp đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao số hàng trên cho lực lượng chức năng thành phố tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.